Chào cả nhà Đây là trung tâm bảo hành và sửa chữa sáo điện tử Thì bên mình có rất là nhiều dòng khác nhau à, Dưới này là kho nhé Thậm chí là kho linh kiện này Tất cả những linh kiện hỏng hóc thì bên mình đều sẵn có Đấy, Sau 3 năm, 5 năm, 10 năm sử dụng mà có vấn đề gì thì mình vẫn có linh kiện để xử lý cho các bạn Mình nghĩ đây là cái yếu tố quan trọng để mà các bạn lựa chọn xem là mình nên sử dụng sáo điện tử nào Đây là kho linh kiện của mình này tất cả những linh kiện mà hàng hãng thì bên mình đều có đây là của Roku này Đấy, thậm chí là đây nhưng trong hộp này là những cái linh kiện nhỏ này đây này linh kiện của Akai Solo này EV 5000 này thậm chí cả những cái cao su này bên mình cũng có sẵn có luôn Đấy, Roku Roland Yamaha Đấy, những nút bấm mà trong quá trình mà sử dụng thì không thể nào mà tránh khỏi cái tình trạng hỏng được nên là chúng ta cần phải lựa chọn những cái sản phẩm mà có sẵn linh kiện để khi mà có hỏng một cái là chúng ta có thể xử lý luôn Đấy, thì mình nghĩ đây là cái yếu tố rất là quan trọng để mà chọn một cái sản phẩm mà mình đi lâu dài với nó Yamaha và Roland thì hai cái hãng đó mới về Việt Nam nên mình phân phối và tỷ lệ hỏng nó cũng chưa có nhiều nên là vẫn chưa xử lý được nhiều cái con của Roland và yamaha cho nên là linh kiện cũng không nhập về. Ngoài ra thì sắp tới có một vài cái hãng lớn nữa, thì bên mình cũng đang làm việc. À, thì trong quá trình làm việc đấy thì cái, cái linh kiện là cái bắt buộc những cái sản phẩm bên mình à, à, sử dụng và bán ấy thì những cái linh kiện như thế này là cái bắt buộc mà phải phải có thì bên mình mới bán. Đó là anh em à, có thể yên tâm sử dụng lâu dài được ngoài những yếu tố đấy ra thì những cái yếu tố liên quan đến fix lỗi nữa nó uh, là lỗi liên quan đến phần mềm ý. phần cứng lỗi thì chúng ta sửa phần cứng còn phần mềm thì uh, sẽ phải có khả năng update nữa thì tất cả những cái sản phẩm như là roland yamaha akai và roku đặc biệt là hãng roku là hãng mới uh, nhưng mà khả năng update phần mềm của nó thì cực kỳ tuyệt vời những hãng khác mà trong tương lai bên mình phân phối thì khả năng update nó cũng sẽ là cái yếu tố rất là quan trọng để mình có thể lựa chọn thì kể cả phần cứng và cả phần mềm đều có thể là xử lý được thì mình sẽ yên tâm sử dụng à, thoải mái luôn. thì anh em cứ việc yên tâm mà sử dụng những cái sản phẩm mà bên mình đang phân phối. còn lại tất cả những cái vấn đề liên quan thì là bên mình sẽ có đội ngũ ở đằng sau để xử lý hết cho các bạn. các bạn hoàn toàn yên tâm nhé.